Rồi, hello, xin chào mọi người nhé. Hôm nay mình làm cái video này để chia sẻ đến mọi người cái vấn đề này là mình dùng điện thoại để mình quay video ấy. Khi mà mình làm video xong, mình muốn lưu trữ lại những cái video gốc ấy thì mình muốn chuyển vào ổ cứng máy tính. Thì nảy sinh vấn đề là khi chuyển vào thì video chuyển từ điện thoại vào máy tính thì trong máy tính lại không đọc được hoặc là báo lỗi. Nên mình mới mày mò mình tìm ra được một vấn đề này, quay vào điện thoại. Thì mình mở điện thoại lên nhé. Một vấn đề là anh em vào cái phần cài đặt ở trong điện thoại này, mình chuyển cái định dạng cho nó về camera, cho định dạng phù hợp tương thích với máy tính là nó sẽ tải vào máy tính được, và khi mình có thể sử dụng lại cái dữ liệu mà mình tải về máy tính đến lúc lần sau mình có thể làm lại video, hoặc là có vấn đề mất kênh YouTube thì mình có thể lấy lại dữ liệu được nhé. Thì anh em đầu tiên đây, mình quay lại từ đầu này. Anh em cài đặt vấn đề này vào cài đặt này. Mở iPhone mình ra nhé. Đây mình làm bằng iPhone nên mình quay luôn cho mọi người xem nhé. Sau đó vào phần ảnh này. Vào phần ảnh này. Sau đó anh em kéo xuống này. Kéo xuống này. Kéo xuống dưới cùng thì đến phần chuyển đến máy Mac hoặc PC thì thường thường là ở điện thoại họ để ở chế độ là giữ lại bản gốc, thì mình chuyển về chế độ tự động nhé. Rồi bây giờ mình quay lại này, bấm nút quay lại này. Rồi tiếp theo là vào camera để cài đặt lần nữa này. Thì định dạng này, quay video là 1080p này, quay chậm là 1080 240p này, mình cứ để nguyên này. Thì mình vào phần định dạng này. Định dạng thì thường thường thì mình thấy là các máy điện thoại nào họ cũng để ở phần định dạng chụp bằng camera ở hiệu suất cao, thì mình sẽ chọn là phần tương thích nhất để cho nó, khi mà tương thích nhất thì nó sẽ tương thích với cả máy tính PC, thì khi mình chuyển video vào thì nó mới, máy tính nó mới đọc được nhé. Rồi thế là ok rồi, bây giờ mình chuyển luôn nhé. Đây mình đang làm luôn trên máy tính đây. Đây mình copy, mình bây giờ máy tính của mình đã điện thoại mình đang đầy nên là mình cắt luôn, mình cắt luôn và mình chuyển sang ổ e. Đây ổ e của mình đây, mình chuyển sang ổ e này. Đấy, trong tí nữa mình vào mình ổ e mình mở video luôn cho mọi người xem nhé. Còn trước đây mình mà chưa tìm được cái cách này để mình cài đặt lại điện thoại ấy, thì mình chuyển được vào máy tính, nhưng mà khi chuyển vào ổ cứng máy tính thì lại không đọc được, nó sẽ không chạy được, nó báo lỗi. Đấy, chuyển rồi ok này. Bây giờ mình vào ổ e nhé. Đây, trong máy tính của mình thì có ổ e này, ổ f, ổ g này, thì mình nắp thêm ổ cứng 1T vào nhé. Đây, bây giờ mình chia ổ cứng của mình thành 3 phần thì ổ e đây. Vừa mình chuyển vào ổ e đúng không? Đây vào ổ e. Đây là những cái video mình chuyển từ điện thoại đến này. Đây mình mở luôn cho mọi người xem thử với video nhé. Vừa video lúc nãy. Tất cả video này đều ok hết nhé. Đây. Đây là video mình quay dọc mà. Đấy, những cái video mình làm short mình quay dọc nên là mình để chế độ dọc này đấy. Trước đây mình mà chưa tìm cách chuyển từ cài đặt lại điện thoại thì mình chuyển từ điện thoại, video từ điện thoại vào máy tính thì lại không đọc được. Nên mình mày mò mãi mới tìm được cách ấy. Mình chia sẻ cho anh em, hy vọng là sẽ có ích với cả anh em mà chưa biết nhé. Rồi cảm ơn mọi người đã xem video, mọi người nhớ đăng ký kênh để đón xem những video mới nhất của mình nhé. Những cái mẹo vặt của mình thấy cái gì hay thì mình đăng cho mọi người. Rồi xin chào và hẹn gặp lại.